Chào mừng bạn đến với kênh nghe truyện của Hảo Hảo Podcast. Để ủng hộ kênh, bạn đừng quên đăng ký, like và share cho mình nhé. Mời bạn nghe truyện Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt Tác giả, Hồ Ly Thể loại, ngôn tình Chương 3 Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bỏ đi mà không nói bất kỳ tiếng nào. Nếu hỏi lý do tại sao cô lại làm vậy thì vốn là nửa năm trước, giảng chiến nam không cho cô uống thuốc tránh thai nữa, thay vào đó là anh sẽ dùng bao cao su. Nhưng hơn 10 ngày qua, anh đột nhiên không sử dụng nữa. Anh không nói gì nhưng cô biết ý định của anh, anh muốn có con. Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại có ý tưởng đó. Và việc làm của anh đã khiến cô hoảng sợ, cô không muốn có con không nghĩ là phải có con với anh. Cô biết, một khi giảng chiến nam đã quyết định điều gì thì cho dù là ai cũng không có cách nào thay đổi được. Một khi ra quyết định, anh sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình. Quá lo lắng, cô nhịn không được muốn rời đi, thế nên cô lại một lần nữa trốn khỏi anh. Thế nhưng mặt tiêu hữu dù có trốn tới bất kỳ nơi đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của giảng chiến nam cô lại nhớ tới cái nhà tù tráng lệ này mà sầu não sau khi trở về cô luôn trông có vẻ u lì mỗi lần giảng chiến nam ở bên cạnh phần lớn đều là hoạt động trên giường giảng chiến nam dường như không hiểu con người cô hoặc là không nhận ra cô không đã còn như trước nữa cô thật sự muốn thanh thản muốn ở một mình trong một căn phòng nhỏ như thế cô mới có cảm giác an toàn sẽ không thấy khó chịu hoảng sợ giống như là trở về lại căn nhà cô ngày trước nằm căn phòng ngủ nho nhỏ cái phòng khách đơn sơ có ba lại có cả mẹ nữa thật ra hai người cũng có rất nhiều chuyện có thể cùng nhau làm như chơi thể thao tập thể dục bơi lội hoặc là không làm gì hết có điều giảng chiến nam lại dành hầu hết thời gian ở trên giường cùng với cô đúng lúc cô bị ham muốn tình dục tước đi lý trí thì anh luôn hỏi cô có yêu anh không nếu cô không nói anh sẽ làm những chuyện thật xấu xa để buộc cô nói là cô yêu anh những lần như vậy rất nhiều mà không hiểu vì sao anh vẫn cứ thích hỏi cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện có con thật sự không dám nghĩ đến chính là giảng chiến nam hàng ngày đều rất chăm chỉ hơn nữa lại không dùng bao cao su cô sớm muộn gì cũng sẽ hoài thai nếu thật như thế thì cô cùng giảng chiến nam sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi nhau cứ mãi dây dưa giá như anh vẫn còn là anh nam của cô thì cô nguyện ý vì anh mà sinh con thế nhưng anh đã không còn là anh nam ngày xưa của cô nữa rồi anh là một con quỷ đội lốt thiên thần giảng chiến nam một đêm ân ái vô độ khiến cho mạc tiêu hữu toàn thân rã rời sáng hôm sau lúc giảng chiến nam rời giường mạc tiêu hữu vẫn còn đang say sưa ngủ nhìn mỹ nhân ngủ say anh nhịn không được liền cúi xuống hôn lên môi cô không ngờ cô lại chống cự nhíu mày hai mắt xinh xinh đang nhắm nghiền ảo não mở ra nhìn thấy dáng vẻ mặt tiêu hữu đáng yêu như vậy giảng chiến nam lại càng muốn đặt cô bên dưới thân mình ham muốn thêm lần nữa chỉ là nghĩ đến đêm qua cô chắc chắn rất mệt hơn nửa sáng nay anh còn bận chút công việc ở công ty cho nên chỉ nhẹ nhàng hôn cô rồi quyến luyến rời đi để lại cho cô ngủ một giấc thật ngon Giảng chiến nam sau khi cạo râu sạch sẽ, tóc tai được chải lại gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây hợp màu, trông rất lịch lãm sang trọng. Dù cho có đứng giữa đám đông đi chăng nữa thì anh vẫn luôn tỏa sáng và toát ra quyền lực giống như một vị vua. Anh đến công ty khi Mạc Tiêu Hữu vẫn còn đang ngủ. Lúc 10 giờ sáng, anh đang chủ trì một cuộc họp thì nhận được điện thoại của quản gia nói là Mạc Mạc không chịu ăn cơm, hình như có hơi sốt lại cự tuyệt để bác sĩ khám cho cũng kháng cự việc uống thuốc lương ba cùng khâu trí đang ở trong cuộc họp vô cùng quan trọng đi ra nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của giảng chiến nam thì nhịn không được liền hỏi anh chiến có việc gì ư giảng chiến nam nhíu mày cả gương mặt đều lộ thần sắc lo lắng vừa gấp gáp đi vừa nói vợ tôi không chịu ăn cơm hôm nay hai người không cần đi theo tôi vụ thu mua tập đoàn khôi hoàng thay tôi làm cho xong phải làm gì thì cứ thế mà làm giải quyết mọi chuyện nhanh chóng gọn gàng xin nghe theo lời anh chiến giảng chiến nam vội vội vàng vàng về tới nhà nhìn thấy tiêu hữu đang ngồi trên ghế có vẻ mất tập trung vẻ mặt cô đơn tinh thần quả thật có hơi kém anh liền tiến tới ôm chầm lấy cô trong lồng ngực sao thế quản gia nói em không chịu ăn cơm cảm thấy khó chịu à không phải là khó chịu, chỉ là không muốn ăn thôi, tiêu hữu đẩy anh ra dự định trở về phòng. Giảng chiến nam ngay ở phía sau ôm lấy cô. Anh rất cao, tận một M85. Cô chỉ có một M67 thôi, nên anh dễ dàng đặt cầm lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm trầm có vẻ không thoải mái hỏi sao thế, có phải tại đêm hôm qua mệt quá không? Lời nói của giảng chiến nam thật sự có hiệu quả, Khiến cho Tiêu Hữu ngẩn mặt lên nhìn anh đầy khổ sở, giảng Chiến Nam, có tin là nửa đêm tôi sẽ khâu miệng anh lại cho anh khỏi nói linh tinh không? Giảng Chiến Nam không những không buồn bực mà ngược lại còn cười cười, hai tay nâng mặt Tiêu Hữu, đôi môi gợi cảm chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn kéo dài. Tiêu Hữu vặn vẹo để thoát ra, anh lại dùng đôi chân thon dài mà rắn chắc kẹp chặt lấy cô. Tiêu Hữu không thể không thừa nhận kỹ xảo hôn của giảng chiến nam quả thật rất cao siêu ngay đến bản thân cô được anh dạy dỗ 6 năm mà vẫn không thể kháng cự lại nụ hôn cuồng nhiệt đó luôn trầm mê trong anh nụ hôn vô cùng chậm rãi nhưng lại khiến cô không thể phản kháng chỉ có thể sụi lơ trong lồng ngực anh mặc anh tùy ý mà hôn một hồi lâu sau anh mới buông ra đôi mắt đen chăm chú nhìn cô ngón cái chà nhẹ lên bờ môi mỏng sưng tấy do bị anh hôn đến thì thầm nói nhỏ, mạc mạc, em mà khâu miệng anh lại thì làm sao có được cảm giác thú vị như thế. Chỗ này cũng sẽ không thể nào đáp ứng lại được, em nói xem có đúng không nào. Anh vừa nói xong, bàn tay liền rời môi chuẩn xác đi xuống bộ ngực mềm mại của cô. Người này là một kẻ không biết xấu hổ là gì, lại rất lưu manh, mặt tiêu hữu đỏ lựng lên, hung hăng đẩy anh ra, xoay người chạy vội về phòng. Giảng chiến nam đứng ở đó cười nhạt, anh thích nhìn thấy cô đỏ mặt vì bị trêu chọc. Cùng anh ân ái rất nhiều lần, đã ở bên cạnh anh tới 6 năm mà vẫn còn có thể đỏ mặt được thì chỉ có mỗi mặt mặt độc nhất vô nhị mà thôi. Mặt tiêu hữu bị giảng chiến nam bắt ăn cơm trưa. Anh uy hiếp cô, nếu cô không ăn anh sẽ bón bằng miệng cho cô. Anh cũng bắt cô uống thuốc bằng cách như thế. Cô không nghi ngờ gì là nếu cô mà không ăn cơm thì chắc chắn anh sẽ bón ngay cho cô không do dự. Thật là một người đáng kinh tởm, tiêu hữu rủa thầm trong lòng. Sau khi đã miễn cưỡng ăn cơm, tiêu hữu không dám đi ngủ trưa. Thế nhưng giảng chiến nam chính xác là một con sói, cô sợ anh sẽ lại cùng nằm với cô trên giường mày mò hoạt động nên đành phải ngồi trên ghế sofa xem phim, giảng chiến nam lại ngồi một bên ngắm nhìn cô. Ánh mắt chăm chú đó làm cho tiêu hữu không thể trấn định tâm tư, không biết con người phức tạp thâm trầm này rốt cục đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, có ý định gì với cô. Ánh mắt cứ thay đổi liên tục, tiêu hữu thật phiền lòng. Giảng chiến nam rốt cục dựa vào người cô, bàn tay dừng trên bụng, thấp giọng hỏi sát bên tai, mạc mạc, em có chắc là em không mang thai không? Cái điều khiển đang nằm trong tay tiêu hữu ngay lập tức rơi xuống đất, Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của giảng chiến nam. Vẻ mặt của anh kích động còn của cô cứ nhợt nhạt dần, thân thể cũng nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mất đi hơi ấm. Hết chương 3 Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hảo Hảo Cốt Cát. Bạn nhớ đón nghe chương tiếp theo và đừng quên đăng ký, like và share cho kênh nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe và thành đạt. Thân ái chào tạm biệt